Tỉnh Ontario mở rộng chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, bắt đầu nhận đặt hạn tiêm chủng COVID-19 cho cư dân từ 75 tuổi trở lên. Người dân tỉnh Ontario từ 75 tuổi trở lên có thể bắt đầu đặt lịch hạn tiêm vaccine COVID-19, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 22 tháng 3, thông qua cổng đặt hạn trực tuyến của tỉnh, hoặc gọi cho số điện thoại 1888 999 6488. Các hiệu thuốc cũng sẽ bắt đầu cung cấp vaccine AstraZeneca cho cư dân từ 60 tuổi trở lên. Dự án tại các nhà thuốc ở một số khu vực trước đây là chỉ tiêm cho cư dân từ 60 đến 64 tuổi, nhưng chính phủ tỉnh cho biết họ đang mở rộng sau khi các hướng dẫn mới cho rằng loại vaccine này là an toàn cho những người từ 65 tuổi trở lên. Thủ hiến đất For cho biết. Người dân từ 75 tuổi ban đầu dự kiến sẽ có thể tiêm chủng trong tuần đầu tiên của tháng 4, nhưng tỉnh đang đi trước tiến độ vì hơn một nửa số cư dân từ 80 tuổi trở lên hiện đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Theo tỉnh bang cho biết, tính đến 8 giờ tối ngày 18 tháng 3, có hơn 348.000 người Ontario sinh năm 1941 trở về trước đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Điều đó có nghĩa là 51,3% người cao niên trên 80 tuổi đã được tiêm chủng ít nhất một lần. Song song thì một chương trình thí điểm cung cấp vaccine tại một số hiệu thuốc cũng đang mở rộng trên toàn tỉnh và hiện sẽ tiêm vaccine của AstraZeneca cho người từ 60 tuổi trở lên. Hiện có 327 nhà thuốc tại 3 đơn vị y tế công cộng ở thành phố Toronto, Windsor Essex và Kingston, Frontenac và Addington and Lennox tham gia vào chương trình thí điểm. Trong tuần tới, con số đó sẽ tăng gần gấp đôi lên khoảng 700 hiệu thuốc trên khắp Ontario, tướng Rick Hillier cho biết. Tướng Hillier là chủ tịch của lực lượng đặc nhiệm vaccine COVID-19 của tỉnh Ontario, mặc dù ông sẽ rời khỏi vai trò này vào cuối tháng 3. Trong vài tuần tới, hơn 1.500 nhà thuốc sẽ cung cấp vaccine. Ông không cho biết cư dân của các đơn vị y tế bên ngoài dự án thí điểm sẽ được thông báo như thế nào khi hiệu thuốc gần họ lấy hạn tỉnh cũng có kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine Moderna thông qua các hiệu thuốc. Cho đến nay, thì khoảng 91.000 người đã nhận được liều vaccine đầu tiên tại hiệu thuốc. Tỉnh Ontario đã tiêm 61.146 liều vaccine, con số kỷ lục vào ngày hôm qua. Tổng số có 294.749 người trong tỉnh hiện đã được tiêm cả hai liều. Tỉnh ước tính họ sẽ cung cấp 100.000 liều vaccine COVID-19 mỗi ngày vào tuần tới. Khu vực đại đô thị Toronto đang tiếp tục nỗ lực chiến dịch tiêm chủng, càng nhiều người cao niên dễ dàng đạt lịch hạn. Bộ Y tế Công cộng Toronto cho biết gần 52.000 cư dân trên 80 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, bao gồm cả những người sống trong các viện dưỡng lão, nhà hưu trí và các cơ sở tập thể khác. Ba trong số các phòng khám tiêm chủng hàng loạt của thành phố Toronto đã mở cửa vào thứ Tư tuần này. Vào ngày 29 tháng 3, các phòng khám tại trung tâm giải trí cộng đồng Malvern Community Recreation Center và trung tâm cộng đồng Mitchellville Community Center sẽ mở cửa. Phòng khám thứ 6 tại The Hangar sẽ mở cửa vào thứ hai ngày 5 tháng 4. Vùng Peel cũng mở cổng đặt lịch hẹn trực tuyến vào thứ sáu hôm nay cho tất cả cư dân từ 80 tuổi trở lên. Có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine trực tuyến trên trên trang web của vùng Peel hoặc gọi điện thoại cho 905-791-5202. Vùng Houghton thì cho phép cư dân từ 75 tuổi trở lên và những người bản địa sống ở Houghton từ 55 tuổi trở lên bắt đầu đặt lịch hẹn trực tuyến trên trang web của vùng Houghton. Các phòng khám hiện được mở tại tất cả các thành phố tự trị của vùng Houghton bao gồm Burlington, Houghton Hills, Oakville và Milton. Vùng York thông báo những cư dân từ 75 tuổi trở lên có thể bắt đầu đặt lịch hẹn vào thứ năm, tức là ngày hôm qua, à, trực tuyến trên trang web của vùng York. Vùng Durham thì tiếp tục chấp nhận các cuộc hẹn cho cư dân từ 80 tuổi trở lên, trực tuyến trên trang web của vùng Durham. Các bệnh viện Ontario chuẩn bị cho sự gia tăng của bệnh nhân trẻ hơn, ốm hơn khi làn sóng thứ ba đến các bệnh viện và đơn vị chăm sóc đặc biệt của Ontario đang chuẩn bị cho đợt gia tăng bệnh nhân lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Các cơ quan chức năng y tế đang cảnh báo rằng làn sóng thứ ba sắp tới đang được khuếch đại bởi nhiều biến thể dễ lây lan hơn có thể gây ra bệnh nặng hơn. Do đó, số bệnh nhân COVID-19 trong ICU có thể đạt 500 bệnh nhân vào tuần đầu tiên của tháng 4. Một thành viên của cộng tác mô hình COVID-19, Pete Sander nói với tờ Toronto Star rằng nếu các ca bệnh tăng nhanh hơn dự kiến, con số đó có thể đạt 600. Bác sĩ Kaship Prezada, một bác sĩ phòng cấp cứu ở Toronto, cho biết ông đang thấy bệnh nhân trẻ hơn và ốm hơn. Phổi của họ bị ảnh hưởng lâu dài do virus gây ra. Ông Prezada nói, điều này có nghĩa là có thể có các vấn đề suốt đời về phổi. Chúng tôi biết rằng 15-20% những người bị COVID sẽ có triệu chứng. Các con số mới nhất của tỉnh xác nhận thêm hai trường hợp từ biến thể B117 được phát hiện lần đầu tiên ở Anh và một trường hợp từ biến thể P1 được phát hiện lần đầu tiên ở Brazil. Hiện đã có 1.136 trường hợp từ biến thể B117, 47 trường hợp từ biến thể B1351 và 35 trường hợp từ biến thể P1 được phát hiện ở Brazil. Ontario cho phép ăn uống ngoài trời trong khu vực xám, sửa đổi các hạn chế COVID-19. Chính phủ Doug Ford đang thực hiện những thay đổi trong khuôn khổ ứng phó COVID-19 của tỉnh, cho phép các nhà hàng ở khu vực xám khóa cửa, phục vụ ăn uống ngoài trời và nới lỏng các hạn chế đối với ăn uống trong nhà ở nhiều cấp độ. Các nhà hàng hoạt động trong khu vực đỏ kiểm soát và cam hạn chế sẽ có thể mở cửa với 50% công suất và tối đa lần lượt là 50 và 100 người trong nhà. Ăn uống trong sân ngoài trời tại các nhà hàng và quán bar trong khu vực xám khóa cửa sẽ chỉ được phép với các thành viên trong cùng một hộ gia đình. Tương tự cho các khu vực đỏ và cam, tỉnh cũng đã công bố kế hoạch giới hạn bàn ăn trong nhà cho các thành viên trong cùng một hộ gia đình, trường hợp ngoại lệ là những người sống một mình và người chăm sóc một người bệnh. Cơ sở cũng phải treo biển báo ở vị trí dễ nhìn thấy, ghi rõ sức chứa tối đa. Những thay đổi này có hiệu lực vào lúc 12 giờ 1 phút sáng thứ Bảy. Các đơn vị y tế công cộng sau đây sẽ chuyển sang các cấp độ khác nhau trong khuôn khổ phản ứng với COVID-19 của tỉnh. Đó kiểm soát Brand County Health Unit Chatham Kent Public Health Leeds granville and Lanark District Health Unit Cam hạn chế Wellington Dufferin Wealth Public Health Vàng bảo vệ, Kingston, Frontenac and Lennox and Addington Public Health, North Bay Perry Sound District, Porcupine Health Unit, Timiskaming Health Unit. Giáo viên ở các điểm nóng ở Montreal sẽ được tiêm chủng các giáo viên và nhân viên khác tiếp xúc với trẻ em đi học và nhà trẻ ở các khu vực nơi các biến thể COVID-19 đã lan rộng sẽ được bao gồm trong nỗ lực tiêm chủng có mục tiêu tiếp theo. Cơ quan Y tế Công cộng Montreal thông báo hôm thứ Sáu. Việc mở rộng này diễn ra một ngày sau khi các nhà chức trách thông báo phụ huynh sẽ tiêm liều vaccine đầu tiên để ngăn chặn sự lây truyền ở các điểm nóng mới nổi. Dự án thử nghiệm nhắm vào quận Plamondon ở Côte và thành phố Côte Saint-Luc ở Montreal. Hai khu vực này đã chứng kiến sự gia tăng gần đây trong các trường hợp coronavirus mới có liên quan đến các biến thể. Hôm thứ Năm, Giám đốc Y tế Công cộng Montreal cho biết phụ huynh sẽ được tiêm chủng, nhưng cho biết nhân viên ở các trường học và nhà trẻ bị ảnh hưởng không nằm trong kế hoạch. Quyết định không bao gồm giáo viên đã dẫn đến sự chỉ trích và lo lắng từ các thành viên cộng đồng. Tiến sĩ Milan Druin sau đó đã thông báo trên mạng xã hội vào chiều thứ Sáu rằng dự án thí điểm sẽ bao gồm nhân viên tiếp xúc trực tiếp với học sinh hoặc trẻ em trong nhà trẻ. Bất kỳ ai đủ điều kiện tiêm vaccine sẽ được trường của họ thông báo để lấy hẹn. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 19 tháng 3, Canada báo cáo thêm 4.218 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 927.064, trong số đó có 33.323 ca còn bệnh. Đã có hơn 871.000 ca phục hồi, số ca tử vong hiện là 22.617. Cho đến nay, có hơn 3,5 triệu liều vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Tuy nhiên, chưa đến 10% người dân nhận được ít nhất một liều vaccine. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 1.745 ca nhiễm COVID-19 mới và 10 ca tử vong. Các ca nhiễm mới bao gồm 478 là ở Toronto, 344 ở vùng Peel, 174 ở vùng York và 116 ở thành phố Hamilton. Theo báo cáo của tỉnh, có 759 bệnh nhân COVID-19 đang nhập viện, với 309 người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tại tỉnh Quebec, Bắc, có quan chức y tế báo cáo thêm 764 ca nhiễm mới và thêm 11 ca tử vong. Số ca nhập viện đang đứng ở mức 504 người, với 99 người đang được chăm sóc đặc biệt. Bản cập nhật được đưa ra sau khi tỉnh thông báo rằng họ sẽ cho phép tất cả mọi người từ 65 tuổi trở lên Tỉnh Quebec đăng ký tiêm liều đầu tiên của vaccine COVID-19. Vào cuối ngày thứ Năm, Cổng Thông tin đã mở cửa tiêm chủng ở tất cả 15 khu vực y tế, sau khi mở cửa cho người dân Montreal trong độ tuổi đó một tuần trước và cư dân vùng Abitibi-Temiscamon và Côte-Nord vào đầu tuần này. Chính phủ Quebec dự định sẽ tiêm liều vaccine đầu tiên cho 5 triệu người trong 100 ngày tới. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 696 ca nhiễm mới và xác định 130 ca từ các biến thể coronavirus. Có 276 người nhập viện và 48 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh BC ghi nhận 737 ca nhiễm mới và thêm 2 ca tử vong. Có 292 người mắc bệnh phải nhập viện, 85 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh Manitoba báo cáo thêm 93 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Trong khi tỉnh Saskatchewan có 174 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Trong khi đó, ở đại Tây Dương Canada, Nova Scotia thông báo rằng những người New Brunswick đến tỉnh sẽ không còn phải tự cách ly sau khi nhập cảnh. Thay đổi sẽ có hiệu lực lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, 20 tháng 3. Tỉnh Nova Scotia cũng báo cáo 3 ca nhiễm mới. Những người Nova Scotia đến New Brunswick nơi đã báo cáo hai ca bệnh mới vào thứ Sáu, sẽ vẫn phải tự cách ly 2 tuần khi đến nơi và vẫn chưa rõ liệu New Brunswick có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế biên giới đối với Nova Scotia hay không. Newfoundland không có ca bệnh mới, trong khi Prince Edward Island công bố 4 ca COVID-19 mới.